Xin chào Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học về SSO trong Angular. Tôi đang tạo một project mới có tên là ASSO để học bài này. Tiếp đến, ta sẽ cài OIDC cho ứng dụng. Để làm được điều đấy, ta sẽ cd vào trong. Bây giờ hãy gõ npm install angular.oidc --- save. Khi đã chạy xong, hãy gõ ng ser để chạy chương trình. Đây là ứng dụng Angular mặc định. Chúng ta hãy thay đổi nó. Ta sẽ vào Visual Studio Code, di chuyển đến thư mục của chúng ta. Trong folder thuộc app, file app.common.html, hãy mở ra và xóa hết đi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm hai button là button login và button logout. Để thêm phần sinh động, tôi sẽ import bootstrap 4. Tôi sẽ mở bootstrap 4 ở Wikipedia School để copy thư viện. Sau đấy, ở trong file index.html, tôi sẽ paste những đường dẫn này vào. Quay lại app.common.html của chúng ta. Chúng ta sẽ thêm các class để làm màn hình của chúng ta thêm sinh động. Về phần bootstrap, nếu bạn nào chưa biết thì hãy xem lại những video về bootstrap của tôi để có thể hiểu rõ hơn. Video về bootstrap tôi sẽ để ở dưới trong phần mô tả. Cảm ơn.
có thể thấy là bước chân của chúng ta đã đẹp hơn hẳn. Tiếp đến, ta hãy cho sự kiện, tạo sự kiện cho hai bức tường này để có thể config gọi function ở dưới. Sau đấy, ta phải định nghĩa hai function này ở trong iapp.communion.ts. Tiếp đến, ta sẽ tạo một component home. Ta sẽ mở một comment line nữa. CD vào trong project của chúng ta và tạo mới một component home đang có lệnh ng generate component home. Xong, các bạn có thể thấy khi chạy xong các bạn có thể thấy một folder home ở trong thư mục source của chúng ta. Tiếp đến hãy gọi home component ở trong app.component.html. Các bạn đã có thể thấy là ta đã gọi được home component. Tiếp đến ta sẽ cài đặt một số thay đổi trong app.module.js. Ta sẽ import các thư viện cần dùng để chạy SSO. Thư viện OAuth module. HTTP client module. Để có thể chạy được thì ta cũng phải import hai module ở dưới này. Bây giờ ta cần tạo file config cho SSO của chúng ta. Bên trong thư mục app ta sẽ tạo một file mới sso.config.ts để lấy sụp code config. Link GitHub tôi sẽ để dưới phần mô tả. Đây, chúng ta sẽ lấy phần config này. Copy và paste vào thư mục vào file sso.config.ts của chúng ta. Bây giờ ta sẽ vào app.component.ts để tạo một constructor. Sau đấy ta sẽ inject service hay còn gọi là tiêm service vào trong này. Và gọi và tạo ra một hàm config single sign-on để gọi service. Đầu tiên ta sẽ gọi config của service. Sau đấy sẽ chuyển hàng đã khởi tạo
service thằng chúng ta đã khởi tạo và chuyển vào đây. Vẫn có lỗi là do ta chưa import vào. Ta hãy nhấn vào quick fix import. Tiếp đến ta sẽ khởi tạo một token validation handler. Và cuối cùng ta sẽ gọi hàm last discovery document and child login. Ta đã định nghĩa xong hàm config. Tiếp đến hãy gọi hàm config ở trong constructor. Trong hàm login ta hãy gọi hàm init specific follow. Trong hàm logout thì ta sẽ đơn giản gọi phương thức logout của service. Hãy lưu tất cả các file và thử test trên chương trình. Chương trình của chúng ta sẽ chuyển đến một service. Bắt đầu các bạn hãy dùng user mặc định login vào. Yeah, đã thành công rồi. Đấy thì kiểm tra button logout đã hoạt động rồi ạ. Bây giờ chúng ta hãy thiết định cho khi nào login vào thì component home của chúng ta mới hiện. Để thực hiện điều này, ta sẽ khai báo một hàm token get token. Đầu tiên, ta sẽ khởi tạo một biến tên là claim. Và gọi hàm get identity claim của service. Nếu login thành công, ta sẽ trả về claim. Không, ta sẽ trả về null. Tiếp đến, hãy vào trong app trong component.html thêm một if token. Vậy khi nào ta login thì component home của chúng ta mới xuất hiện. Giờ hãy thử kiểm tra nào. Đã không còn home component. Chúng ta hãy thử đăng nhập. Như vậy là đã hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ sửa một chút ở trong HTML của component home. Tiếp đến hãy config từ login và logout. Nếu chưa login thì từ login sẽ hiện
Còn khi login rồi thì button logout sẽ hiện. Chúng ta hãy cùng thử kiểm tra. Vậy là khi ta login rồi thì button login sẽ không còn, chỉ còn button logout. Khi ta chưa login thì button login xuất hiện, button logout của chúng ta sẽ mất đi. Tiếp đến, chúng ta sẽ config cho app của chúng ta sẽ tự động nhảy đến trang login của SSO, không cần phải nhấn button login ở trên trang login. Tất cả những gì chúng ta phải làm là bỏ chữ chai ở đây. Các bạn có thể thấy là file của chúng ta sẽ tự động nhảy đến trang SSO login. Chúng ta hãy thử lại. Tự động di chuyển luôn. Như vậy là đã hết bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy ấn nút like, chia sẻ để ủng hộ kênh. Và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình.